rồi, con này đi ủ nó ngồi trong xe kiểu là như dạp chiếu phim ấy. Khi mà xem phim hành động ấy. Đấy. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình là Thành. Và hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn về một chiếc xe đã có tuổi đời khoảng 15 năm và đã gắn liền với mình cũng khoảng 5 năm rồi. Đây, chiếc xe dây của Toyota. Thì hôm nay mình có một người bạn đồng hành, đó là một người MC, một người anh của Godka VN. Mời anh vào đây. Xin chào bạn. Bắt tay anh nhờ. Anh tên là gì anh? Xin chào bạn đã quay trở lại với Godka VN. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào ngay video. Lên xe thôi em ơi. Tại sao một người trẻ như em lại sử dụng một con đời khá là cũ như này? Thật ra thì tại vì em không có tiền anh ạ. Xe này là bố em để lại cho em. Bố em mua lâu lắm rồi thì bố em cũng dùng xe mới rồi. Thì chắc chắn rồi, xe này sẽ là của em. Nhưng mà đã chuyển giao giấy tờ các thứ đầy đủ chưa? Có giấy tờ thôi, chưa đổi tên. Con dây này là sản xuất năm bao nhiêu chứ? Em nhớ là 2005 thì phải, em nhớ là thế. Thế là đời cuối cùng của con dây trước khi chuyển sang phiên bản Innova mới đúng không? Đúng rồi. Thật ra thì nhu cầu em sử dụng con này nó cũng ít. Tại vì chủ yếu là đi về nhà vợ em ấy. Thì vợ em nó hơi xa thôi, là ít tận Nghệ An. Thì từ Hà Nội, Nghệ An trên chỗ nhà vợ em tầm khoảng gần 400 cây. Đi quay cũng có dùng sử dụng? Có, công việc của em chủ yếu đi quay thì thường cái xe này nó khá là rộng rãi thì em để đồ được thoải mái, đi quay mét nhè luôn. Để đồ đằng sau đúng không? Đúng. Còn rồi. Chở đồ, chở người thì thường chở mấy người trên xe? Quay đấy thì em phải bỏ hết ghế ở đằng dãy cuối đi để em để đồ thì trên này em chở được 5 người thôi. Còn nếu mà chở tối đa thì là được 8 người đúng không nhỉ? Được 8 người không? Ghế sau thì thật ra ngồi 8 người hơi chật, ngồi thì vẫn ngồi được thôi, nhưng mà đi khoảng cách gần thì nó thoải mái, nhưng mà đi xa thì hơi mệt. Trải nghiệm đi thì như nào? Thật ra thì với cái xe này thì đi khá là thoải mái. Đường xa là vì bên trong nó rất là rộng ấy, cái không khí nó rất là kiểu dễ chịu, dễ thở và đi đường xa nó không bị mệt lắm với những cái con so với những con xe mà nó khoang nó bé. Này khá là thoải mái nếu đi xa. Điều hòa thì như nào? Điều hòa con này là mát lạnh luôn anh ạ. Mát đấy. Mát sâu luôn này. Sẽ run. Con này là chỉ có điều hòa đằng trước, còn ở đây chỉ là quạt gió ấy, chứ chưa phải là một lốc điều hòa riêng. Đúng rồi. Nhưng mà sau khi thổi ra thì đằng sau mọi người vẫn ngồi mát, đủ mát đúng không? Cũng lạnh luôn anh ạ. Khiếp đấy. Con này là khiếp đấy. Về độ lành bền các thứ thì như nào? Nói chung là đã nói đến Toyota rồi thì nó khá là bền, cái là chắc chắn. Và con này thì nó cũng không có cái công nghệ gì trong con này cả. Thì nó bền thôi, nó chỉ toàn là cơ hoặc các thứ thì nó bền thôi, thì nó chẳng có vấn đề gì lắm. Nếu anh thấy thì ở quanh đây toàn các nút bấm cơ học ấy. Đúng rồi. Sành sạch, hơi cứng tí nhưng mà vẫn sử dụng được. Nó cứng là còn may, nhưng bây giờ nó rụng nó mềm ra. Mềm lắc không di chuyển đúng không? Thì lúc đấy nó mới là vấn đề. Nó cứng này là may, từ hồi xưa nó cứng này đến bây giờ vẫn cứng được như này. Thì phải nói là cái độ bền của nó thì khá là hoành tráng đấy. Ghế ghiếc thì cũng chỉ bằng cơm hết. Đúng rồi, mặt cơm ấy. Ở đây thì anh thấy có hình như có mỗi cái màn hình này là nâng cấp thêm đúng không? Đúng rồi anh ạ. Kết nối Bluetooth để nghe nhạc, xong rồi cũng có map ở trên này nữa. Có cái thẻ GPS đây này. Xong anh thấy cái hình như là con này là lắp thêm cam chứ không phải là cam có sẵn đúng không? Đúng rồi anh ạ, lắp thêm cam sau. Thì có cam thì phải có màn thì mình mới nhìn được. Sau nhiều năm sử dụng thì ngoài cái độ bền khi vận hành ra thì anh thấy rằng quanh xe nó có một số điểm xuống cấp ấy. Như phần ngoại hình thì khá là xuống cấp, từ phần sơn xiếc rồi tới phần đèn thì anh không biết có đâm đụng vào đâu không, nhưng có vẻ nó cũng có rồi. Thì cái đấy có vẻ là chưa được sửa chữa, nó vẫn còn khá là vết tích khá là rõ ràng. Còn ở phần bên trong xe thì hình như là cái bản gốc của nó là da nỉ hoặc là... Đúng rồi. Nó không phải da này đúng không? Đúng rồi, da này là hồi xưa là bố em mới lấy về là bố em bọc luôn da này rồi. Là vì cái da kia kiểu da nỉ kiểu nó có dễ bị bám bụi ấy. Thế nên là bố em bọc luôn cái da trơn này thì nó sẽ sạch sẽ hơn. Nói về cảm giác lái thì chắc con này chủ yếu em lái là chính chứ chắc ít ngồi đằng sau đúng không? Vâng, toàn lái thôi. Thì cảm giác lái rồi động cơ các thứ của con này sau bấy nhiêu năm hoạt động thì cảm giác như thế nào? Thì em lái con này cũng mấy năm rồi thì em cảm thấy là nó khá là thoải mái nếu mà đi đường
xa. Tại vì các bạn là đi ở trong phố thì dùng xe côn nó vẫn nó rất là mỏi. Với cả đi đường tắc thì thôi nó là ối rồi ôi luôn. Ối rồi ôi. Đấy, thì con này thì nếu mà em đi ít người ấy, tải ít ấy, thì đi nó khá là bùng bềnh. Nhưng mà nếu mà con này mà chở đủ tải thì thôi, lái đầm lắm. Thì thường thường thì em nhớ là chạy con này đến tầm khoảng 100 cây là nó khá là rung. Nhưng mà qua 100 cây ấy, thì nó lại bắt đầu nhẹ dần. Đến tầm khoảng 101 là cũng khá là êm. Nếu mà mình đi ở cao tốc thì nó cũng không có vấn đề gì nhiều lắm. Nhưng mà đi ở tốc độ từ 101 đến đấy, khoảng là quanh 101 đấy. Máy con này là bao nhiêu nhỉ? 1.8 đúng không? 1.8 đấy, 1.8 thì em thấy là hợp lý với em. Em cũng chẳng cần hơn, chở vợ con gia đình đi thì 1.8 là thoải mái. Và em giúp á trải nghiệm qua những cái đường đèo cao Tam Đảo hoặc là Ba Vì thì thật ra thì nó chạy vẫn ok, vẫn chiến tốt đúng. Vẫn chiến tốt luôn. Và con này em đi mấy cái đường kiểu abroad, mấy đường kiểu đất đá các thứ thì ok. Con này thật ra khá là khỏe ở trong những cái số 1 hay số 2 để mà đi những cái đường như thế. Khá là trâu. Con này có quả vô lăng thì em thấy là lắp thêm ít ra và nó cũng khá là đầm tay này. Mà đánh lái các thứ thì nó khá là nhẹ nhàng và nó không có cảm giác kiểu chênh vênh lạ gì ấy. Nó kiểu rất là cảm giác tốt khi mà dùng vô lăng con này. Nếu mà nhìn vào vô lăng thì như con này không có túi khí đúng không? Con này còn không nhỉ? Không có rồi. Con này không có túi khí rồi. Bền quá cần gì phải túi khí đâu đúng không? Túi khí rồi. Túi khí vào có nhỉ? Em nhớ là nó có mà nhỉ? Nó ở đâu hay sao ấy? Không, anh chả thấy đâu cả, ở đây bên này cũng không có và ở đây cũng không có. Thì em đã được thử đâu. từ lúc em dùng em vẫn chưa có phát nào phải sử dụng tới túi khí luôn. Trộm vía là vẫn chưa có phát nào phải sử dụng túi khí cả. Nhưng mà anh thấy một vấn đề của con này là về độ ổn, độ ù. Nó bị ù. Đúng rồi, con này đi ù nó ngồi trong xe kiểu như dạp chiếu phim. Khi mà xem phim hành động này, đấy khi mình lái cao tốc thì thôi. Còn những cái tiện ích xung quanh xe với những con mà đời cũ này thì em thấy như nào? Thì nó chỉ dừng ở mức đủ thôi anh. Nó có cái tẩu này. Xe này còn có cả gạt tàn luôn này. Có cả tẩu hút thuốc mấy cả gạt tàn đúng không? Có cả gạt tàn luôn này, hút ở trong xe luôn. Nhưng bình thường em hút đâu. Không. Để chi phí bảo trì bảo dưỡng thì mình có phải bảo trì không nhỉ? Hay là phụ huynh lại làm luôn cho nhỉ? Thì thật ra thì bố em cũng khá là chăm xe, là một người rất là thích chăm những chiếc xế cưng của mình đấy. Thế nên là chiếc xe luôn luôn nó được hoạt động và vận hành trong một cái hoàn hảo nhất như thế. Thì đấy, từ lúc em đụng vào thì mấy năm là phải thay lá cồn. Chứ còn để bố em thì chắc vẫn chưa phải thay đúng rồi, bố em đi thì chắc vẫn chưa phải thay đâu. Em nhớ là đợt đấy thay cái côn tổng hết là khoảng 2 triệu 3, 2 triệu mấy thì quanh đấy. Thật ra là với những cái xe số sàn như thế này thì việc thay côn nó là định kỳ, chứ nó cũng không phải là do gì cả. Cái đấy là mình phải thay thường xuyên. Nhưng mà em nhớ là đợt gần đây, trước khi mà phải thay lá côn, em hỏi bố em là đã bao giờ thay lá côn thì bố em chưa. Tức là đi 10 năm chưa thay một lần nào lá côn. Đúng là dã man như thế nào. Thế là tại người đi đúng rồi. Chứ không phải cái lá côn thì nó liên quan tới cách mà mình sử dụng côn kiếc nhiều hơn. Đúng rồi. Tức là do xe. Ngoài lá côn ra thì chắc là lốp có chắc thay rồi. Lốp thì thay rồi, lốp thì chắc chắn là phải thay rồi. Nói chung con này sửa chữa về máy thì hầu như là trộm vía là chưa có lần nào phải đụng vào máy con này cả. Mức tiêu hao nhiên liệu thì sao nhỉ? Em nghĩ là con này nó chạy trong phố thì hay đường tắc thì khá là tốn nhiên liệu đấy. Nhưng em không rõ lắm là nó khoảng bao nhiêu. Khoảng 12-13 lít thì đấy. Khoảng đấy. Tại vì thứ nhất là con này 1.8 nhưng mà chỉ có khoảng hơn 80 mã lực. Đúng. Xong rồi kéo một cái xác gần 1,5 tấn. Và sau thời gian gần mười mấy năm sử dụng thì nó cũng đã bắt đầu nó cũng xuống rồi. Đúng rồi. Thật ra thì cái mức tiêu hao nhiên liệu như thế là chắc là cũng chấp nhận được. Vâng. Thì nhưng mà đi xe này như thế cũng không phải là dạng vừa đâu. Không phải dạng là mẹ không quan tâm đến xăng thì mới đi được đúng không? Đúng rồi. Chứ còn bình thường mười mấy lít 100 cây là dã man ấy. Dã man này không phải là ít đâu. Với mức giá con này bây giờ bán lại thì chắc được bao nhiêu? Được 100 mấy, 200, 300. Nhưng mà em nghĩ con này ngon này em bán phải được giá thì em mới bán. Mà cũng
thật ra cũng có nhiều người là thích chơi mấy con này này. Đây, cái động cơ của Toyota thì nó khá là bền rồi. Và đến thời điểm hiện tại là 15, 16 năm ai lái xe vào thì sẽ cảm nhận được là cái sự bền của cái động cơ này như thế nào. À, nếu như mà với những người mới lái mà sử dụng những con như này thì anh nghĩ là ok. Ok mà bền lý, rất hợp lý. Cho mấy bác mà kiểu dạy lái xe. Đúng rồi, hầu như em thấy là mọi người, mấy bác dạy lái xe hầu như là toàn đi con này mà. Đánh giá về những điểm mà em thích ở trên mẫu xe này là gì? Tất nhiên đầu tiên nó vẫn là bền. Về máy móc thì nó khá là bền. Cái thứ hai đó là sự thoải mái khi mà lái đường xa. Tại vì không khí ở trong này rất là thoáng. Khoang này rất là rộng. Mà nếu mà nói về vấn đề thì em đi quay em phải mang rất là nhiều đồ thì con này nó quá là tuyệt vời. Em thấy là không có một con nào có thể mang được nhiều đồ quay như con này. Em rất là ưng ở những cái điểm này. Còn những điểm mà chưa thích lắm thì em nghĩ nó chỉ đơn giản là vấn đề nó ăn xăng quá nhiều và nó không có nhiều những cái kiểu tiện lợi kiểu dân chơi như bọn trẻ bọn em thích. Không nhiều option đúng không? Không nhiều option đấy. Tuổi trẻ thường châu. Đấy, thế bọn em thường thích những cái gì nó phải hoành tráng tí, kiểu loa đập nó phải duyên như là đấy. Thứ hai nhìn con gái nhìn bằng không phải gật đầu chứ, con gái đi xe này không gật đầu cái nào luôn, lắc đầu xoạch xoạch. Em rất là không ưng cái xe này ở phần đèn, tại vì cái đèn nó dùng cái đèn vàng ấy. Đi trong buổi tối mà đi với đường quốc lộ các thứ là xe ngược chiều và nó dùng đèn xịn quá rồi làm em bị mù lòa, không nhìn thấy đường luôn. Xe thì đèn tối um. Nhưng mà hiện tại thì cũng đã thay một cái đèn khác sáng hơn rồi. Nhưng mà cũng không ăn thua lắm. Rồi bây giờ tổng kết lại sau khoảng thời gian sử dụng tới bây giờ thì em đánh giá sao về mức về con xe này cũng như độ hài lòng của nó? Đối với thực ra em là một người khá đơn giản trong việc sử dụng xe ấy, thì nếu mà trong thang điểm 10 em sẽ đợt chấm con này là điểm, đối với em cá nhân em thì là điểm 8. Tại vì thật ra em là một người theo trường phái kiểu Nhật Bản ấy, tức là đơn giản mọi thứ thì mình cảm thấy thoải mái trong cuộc sống là được, chứ em không cần có quá cầu kỳ lắm, nên em nghĩ điểm 8 đối với em sẽ hợp lý. Đơn giản nhưng mà nó vẫn tiện dụng. Đúng rồi. Đó là những chia sẻ của bạn Thành về chiếc xe dây của mình. Các bạn nghĩ sao về mẫu xe này? Xin chia sẻ với chúng mình ở phần dưới comment. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của chúng mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.